gấu đang bị tôi nhốt một góc vì nó đang muốn ăn cùng bọn tôi đấy. Đã không cho ăn còn bị nhốt thế này, đồ quá đáng. Mọi người có nghe thấy gì không? Nó đang đòi ra đây. Con ra, cho con ra đi. Con hứa, con chỉ nhìn thôi, không ăn miếng nào đâu. Hey, con đảm bảo luôn đấy, uy tín luôn. Không. Ông già được lắm, ông có tin tôi nhảy lên giường rồi phi ra ngoài không? Ra được thì cứ đi ra thôi. Tôi làm thật đấy. Thì làm đi. Ông chắc chưa? Khổ, đã bảo chắc rồi cơ mà. Đồ xấu tính, biết mình chân ngắn, không qua được nên mình gãy đây mà. Được rồi, ra ngoài không được nghịch đấy. Mỗi lần ông gấu bị mình nhốt thế này, trông mặt tội nghiệp thực sự. Không cho ra thì nhìn lại thấy thương, mà cho ra thì sợ nó lại phá vách mọi người khi đang ăn. Cho con xin miếng nữa đi chú. Ông nhìn cái rẻ, không cho được miếng nào thì thôi.